Ai bắt đầu trước đây? Britney sao? Ok, okay. Đi thôi nào. Cool. Wow, đây là Coca. Awesome. Mình muốn. Nhưng mà mình không mở nó ra được. Đây, để mình giúp cậu Britney. Mở một cái chai thôi gì. Dễ dàng. Britney, mình không nghĩ bạn nên uống tất cả cùng một lúc đâu. Thôi được rồi, mình đã cảnh cáo rồi đấy nha. Ôi, có vẻ như tôi muốn nói cái gì đó. Ôi, Britney, trời ạ, đừng có làm như vậy chứ. Nào, ai sẽ là người tiếp theo? Mia đúng không? Hãy cùng khám phá xem cái sách của bạn giấu những gì nhé. Ôi, đó là những quả chanh. Mình phải ăn cả cái núi chanh này sao? Ê, nhưng là mình có ý tưởng này. Có chanh chứ gì, làm nước chanh thôi. Mia, cậu thật là tuyệt vời. Không ngạc nhiên khi cậu đeo kính đâu đấy nhá. Không có gì tài về điều này đâu. Nó rất là đơn giản. Một quả chanh cộng với máy ép trái cây và bạn đã là hoàn thành rồi. Điều này phải làm với tất cả các quả chanh. Mia, hình như cậu nên cẩn thận với vỏ chanh đấy. Các bạn gái có kết luận rất là kinh khủng. Ôi, xin lỗi nhá. Nhưng mà mình đã uống hết cốc nước chanh của mình rồi. Hãy cố gắng thôi. Ôi, chua quá nhưng mà mình có thể uống được. Ôi không, mình không. Mia ơi, cậu làm các bạn bẩn hết rồi kìa. Ừ, Julie, bây giờ chúng mình đợi kết sắt của cậu đấy. Mình hy vọng mình có một cái gì đó tốt. Cái này là cái gì? Đám mây sao? Mình có thể chạm vào nó được không? Thôi được rồi, mình không muốn bị đánh miệng sát ta đâu. Ôi, xem nào. Ồ, wow, đây là mưa kẹo. Trời à, bao nhiêu là kẹo này. Wow, tuyệt. Mình không chia sẻ với các bạn đâu. Mình có đám mây, có nghĩa tất cả đồ ngọt là của mình. Julie, bạn có chắc là bạn có thể ăn hết tất cả những viên kẹo này không? Nhưng mà tại sao mình lại nghi ngờ bạn? Đó là chế độ ăn kẹo thông thường của bạn mà. Mình muốn ăn thêm kẹo cơ. Nào, trời ạ, đám mây có thể cho mình thêm được không? Không sao, buồn thế. Ôi trời ạ, lần cuối mình chạm vào nó rút kẹo ra mà. Ô, nó hoạt động rồi. Bao nhiêu là kẹo này? Ôi, Julie đã xin rất là nhiều kẹo. Các bạn ăn đi. Nào, ai sẽ bắt đầu? Julie, Mia, Pretty. Nào, cố lên. Ôi, có gì điều đời đây? Ô, đó là chiếc điện thoại mới. Mình phải chụp rất là nhiều ảnh đây. Julie, đừng làm hỏng hình ảnh của mình. Ôi, mình đẹp làm sao? Điều này chắc chắn sẽ nhận được rất là nhiều lượt thích. Ok, bây giờ mình sẽ mở kết sắt của mình. Ô, cái này là cái gì đấy? Búp bê sao? Ôi, mình đã không cho búp bê trong một thời gian dài lắm rồi. Nhưng mình có thể nhớ ra, chúng trông thật đáng sợ. Mia, thử di chuyển chúng đi, có lẽ là phép thuật. Ê, có chuyện gì với mình vậy? Okay. Wow, chúng thực sự kỳ diệu này. Mình có thể kiểm soát các bạn gái. Ê, Julie, mình có ý tưởng này. Bạn có muốn có niềm vui không? Nào, bây giờ Britney sẽ giơ tay lên. Ê, bỏ tay ra. Trời ơi, cậu đang làm gì vậy? Ôi, cậu thích búp bê mà đúng không? Ôi trời ạ, à, mình không nhấc được điện thoại. Ôi, nó rơi rồi. Bây giờ lại còn vỡ hết cả màn hình. Thôi đừng khóc nhớ. Ai sẽ là người tiếp theo? Julie sao? Hãy xem trong kết sắt của cậu ấy có gì nhớ. Ôi, mùi kinh thế nhở. Ôi trời ạ, à, cả củ hành sao? Mình không ăn nó đâu. Julie xin lỗi nhá, nhưng mà cậu phải ăn nó thôi. Không, mình không ăn đâu. Nó sẽ không công bằng cho tất cả mọi người. Mình kệ. À, không muốn chứ gì. Vậy thì để mình giúp bạn. Này, chúc ngon miệng nhá. Ôi trời ạ. Ôi, cái này hay thật đấy. Nào, ăn đi. Tớ không nghĩ là cậu lại thích ăn hành như vậy đâu. Ôi, có lẽ ăn thêm một quả nữa nhá. Ôi, Mia đừng làm như vậy nữa. Ôi, cậu đang nghĩ về cái gì đó. Các bạn đừng sợ. À, Mia, hay thật đấy, tuyệt vời. Julia, Britney đang di chuyển thật hay. Ồ, Mia đã chơi quá là nhiều. Cậu không sao chứ? Trời à. Ôi, bây giờ cậu sẽ ăn đòn đây. Oops. Các bạn ơi, mình có thể là người đầu tiên được không? Okay. Chúc mừng, cảm ơn. Điều gì đang chờ mình trong kết sắt đây? Eo ơi, đây là thức ăn cho trẻ em sao? Mình không muốn ăn nó đâu. Mình không phải là đứa trẻ. Thôi, Mia, cậu vẫn phải ăn cái này thôi. Nào, lấy một thìa đi.
Ôi, cậu không mở được sao? Julie, đó, bạn giúp cậu rồi đấy. Đấy, nào nhanh lên. Ngay cả một đứa trẻ có thể xử lý được. Ăn đi nào, bạn có thể làm được. Đấy, được rồi. Đấy, thấy chưa? Ôi, Mia, trời ạ, có mỗi thế mà cô không làm được. Julie, bạn có thể làm được. Ồ, mình thấy có một cái gì đó hay. Wow, mình đúng rồi. Đây là Twix. Ồ, tuyệt vời quá. Các bạn ơi, trời ạ, các bạn đừng có nhìn vào mình. Mình sẽ ăn tất cả mọi thứ một mình. Julie, chúng mình hiểu rằng bạn sẽ không cho đồ ngọt cho bất cứ ai đâu. Cứ thưởng thức đi. Julie, cậu ăn nhiều Twix quá nhanh như vậy. Ừ, bởi vì mình có thể ăn rất nhiều Twix hơn nữa. Bây giờ đây là cậu. Bây giờ có cái gì thế này? Một bình sữa cho bé sao? Với sữa sao? Thôi thì cố ăn lên nào. Britney, cậu thật là dễ thương với cái bình đó. Bình sữa như thế nào? Ôi, chuyện gì vậy? Britney, cậu đang mất tích dần. Các bạn ơi, đừng hoảng sợ. Bây giờ chúng ta sẽ quyết định mọi thứ. Britney là một đứa trẻ sao? Cậu ấy đang khóc sao? Cậu ấy còn được ăn ủi không? Mình thậm chí không có em gái, em trai. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Trời ạ, cái này không được. À, mình phải nghĩ ra được cái gì. Mình nghĩ ra rồi. Đấy, bây giờ em bé ăn cái này thì rất là thích đây. Ăn đi nào. Ôi, cậu ấy thích rồi này. May quá. Wow, Britney trở lại rồi này. Hoan hô, Britney đã trở lại rồi. Thật tốt khi mọi thứ đã kết thúc thật là tốt đẹp. Tớ sẽ là người đầu tiên nhá. Wow, cả một kết sắt đầy dâu tây. Cái này hay thật đấy. Mình rất là yêu dâu tây. Nó thật là ngọt ngào và rất là đẹp. Britney, mình nghĩ rằng là các bạn cũng muốn dâu tây rồi. Không, mình sẽ không chia sẻ với mọi người đâu. Mình rất là yêu nó. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem này này. Bây giờ các bạn chỉ cần đợi một chút nữa thôi. Mọi thứ sẽ ổn rồi. I love you. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cái này thì tất nhiên là không thể cho các bạn ăn được. Nhưng mà cái này cũng xinh đấy chứ. Ê, Britney, cậu có thể cẩn thận được không? À, ôi, xin lỗi nha các bạn. Mình không nghĩ là nó sẽ như vậy đâu. Alex, bây giờ cậu xem cậu có gì đi. Ôi không, đấy gì, đây là ớt đỏ sao? Mình không muốn nó đâu, thật là kinh khủng. Mình có nghĩ ra một cái này rồi, để làm Alex rất là sợ. Nhìn này, với hai cái này, mình có thể làm như này. Alex, cậu sẽ bị cháy bởi vì những cái này. Ôi, thật là đáng sợ. Thôi trời ạ, cái này chỉ là ớt thôi mà. Tớ không hèn, tớ rất là dũng cảm. Và bây giờ tớ sẽ ăn tất cả mọi thứ cho cậu xem này. Alex, tớ nghĩ rằng là bạn đang nên cố gắng ít nhất. Trời ạ, bây giờ sẽ thấy tệ lắm đây. Ôi, như tớ đã nói. Các bạn ơi, cẩn thận đi. Bây giờ sẽ có một cái này đấy. Ôi, trời ạ, tớ thành một con rồng rồi sao? Ôi, mình biết làm như nào để cứu Alex rồi. Đây, bây giờ thì có lửa. Và bây giờ sẽ có một cái này hay lắm. Mở mồm rộng ra nhá. Và bắn. Ôi, trời ạ, tuyệt quá. Bây giờ mình không thở ra lửa nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều. Bạn đã cứu tớ. À, bây giờ cậu nên mở kết của cậu ra xem đi. Oh wow, trời ạ, đây là Kit Kat mà. Và không chỉ là một Kit Kat, mà một Kit Kat vô tận. Trời ạ. Vậy thì cậu có thể chia cho tớ với không? Không, nếu như vậy thì cậu không được ăn Kit Kat nữa đâu. Ôi không, trời ạ ngã. Ôi, tớ không mong đợi điều này. Alex, trời ạ, tớ sẽ không quên cái này đâu. Bây giờ tớ chắc chắn sẽ không cho cậu cái nào. Nhìn và ghen tị đi. Kelly, cậu có nghĩ rằng cậu có thể ăn được hết chỗ này không? Cả Britney cũng chia sẻ sao? Không, tớ sẽ không chia sẻ cho bất cứ ai. Và tất nhiên là cả Kit Kat nữa. Cái này quá đơn giản đối với tớ. Oh wow, cái này hay thật đấy. 1, 2, 3, 4, tớ sẽ chọn. Tớ mở trước nhá. Wow, đó là kem xoài Baskin Robbins.
Tuyệt vời, bạn rất là thích xoài và kem đúng không? Mình rất là thích. Ôi, đây là sự kết hợp tuyệt vời nhất. Ngon quá. Trời à, không, mình sẽ không chia sẻ với cậu đâu. Tốt nhất là cậu nên xem cậu có gì đi. Thôi được rồi, để mình lấy nhá. Ồ, trời ạ, mình có cái kính này gì vậy? Để thử nhá. Nào, hay không? Ừ, rất phù hợp với cậu. Ôi, trời ạ, mình nghĩ là cậu không nên bấm đâu. Ôi, hình như là quá đáng rồi. Britney, tớ nghĩ là cậu sẽ phải thay đổi kiểu tóc thôi. Ồ, Kelly, đó là cậu sao? Trời ạ, thôi. Ôi, trời ạ, tớ đang cháy. Ê, cậu làm gì vậy? Ôi, thôi Britney, đừng giận. Trời ạ, mọi thứ vẫn là ở chỗ mà. Cậu hãy ăn kem và bình tĩnh. Ôi, kem ngon thật đấy. Trời ạ, tớ sẽ ăn và tớ sẽ hạ hỏa. Alex, bây giờ tớ sẽ dạy cho cậu ấy một bài học nhá. Cậu nghĩ thế nào về kem tan chảy? Ôi không, kem đáng yêu của tớ. Mặc dù, cảm ơn Kelly, bây giờ mình có một ly sữa lắc rồi. Ôi trời ạ, à, cái này không làm được cái gì cả. Thôi không sao, mình vẫn còn một cái nữa. Ê, trời ạ, à, sao nó hết nhanh thế này? Kelly, tại sao cậu lại làm thủng cái xô của tớ? Thôi được rồi Alex, cậu mở kết sắt của cậu đi. Thôi được rồi, để xem nhá. Cái gì? Cây xương rồng đầy gai sao? Làm nào có thể ăn được nó đây? Trời ạ, à, đau quá đi mất. Các bạn hãy nhìn xem, trời ạ, à, những cái kim này. Thôi, ăn đi nhá. Ôi, mình sợ quá. Ồ, mình có một ý tưởng này rồi. Kelly, cậu có thể giúp mình được không? Cậu cứ tiết lộ tất cả những cái kim này mình có thể ăn và tự trích mình. Ừ, ok, tớ có thể làm được. Từ từ Kelly, trời ạ, cậu đốt cháy mọi thứ rồi. Ôi không, trời ạ, thật là đáng sợ. Bây giờ chỉ còn than thôi. Cây xương rồng này ăn kiểu gì bây giờ? Trời ạ, tốt nhất tớ vẫn nên thử. Ôi, xin lỗi nhá. Nào, các bạn đã quyết định ai là người mở đầu tiên chưa? Kelly, cậu mở xem nào. Wow, bánh rán. Mình rất yêu bánh rán. Mình thấy có vẻ đói khát của cậu rồi đấy. Nhưng đó chỉ là dành cho mình thôi. Trời ạ, à, ngon quá. Wow, cậu ấy nhanh thật đấy. Ôi trời ạ, à, quá tuyệt vời. Nào Britney, bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. Ok, bây giờ tớ sẽ xem có gì chờ đợi tớ. Cái gì? Trứng sao? Trời ạ, à, phải làm gì với nó bây giờ? Ồ, có vẻ như là đó là cách học nấu ăn đấy. Có ý tưởng nào không? Ừ, đúng rồi, tớ có ý tưởng này. Tớ có một cái ý tưởng này rất là hay. Tớ sẽ cầm một cái máy trộn như thế này. Tớ sẽ trộn vào, đập trứng vào đây. Đóng nắp vào, bật nó lên và đợi thôi. Sẵn sàng rồi. Bây giờ mình sẽ đổ nó ra và có thể thử được rồi. Britney, khi tớ nói về cái này, không phải là uống trứng sống đâu. Nhưng mà cái này là đã được đánh bông rồi. Vì vậy nó chắc là... Ôi không, cậu không thích đúng không? Chúng mình đã cảnh báo rồi mà. Vậy thì sao, mình vẫn uống mọi thứ. Không ai có thể ngăn cản mình. Britney, cậu là một anh hùng thực sự. Chúng tớ không làm được như vậy đâu. Ôi không, không phải là vào người tớ chứ. Ôi trời ạ, mình đầu tiên là nghĩ là không nên nghĩ về cái này. Alex, cậu có gì vậy? Ồ, mình có gì đây? Đây là thuốc nổ sao? Kem bom. Trời ạ, nếu mà đây là một quả bom thì nó sẽ phát nổ đấy. Và hình như là có vẻ 59 giây nữa thôi. Mẹ ơi, trời ạ, hoảng loạn là một ý tưởng tồi, còn lựa chọn nào khác không? Đúng rồi, cái kìm này. Alex, cậu tính cắt cái nào vậy? Tớ không biết luôn ý. Trời ạ, có lẽ ai bảo với tớ? Britney, cậu ấy nghĩ là màu vàng nhưng Kelly nghĩ là màu xanh. Chúng ta hãy thử nhá. Ôi, trời ạ, không có chuyện gì nữa sao? Ôi, may quá mình vẫn sống. Tất cả mọi người hãy ở lại, bởi vì là bây giờ thì có một quả bom kẹo rồi đây. Wow, bao nhiêu là kẹo. Hay thật đấy, tuyệt vời. Ôi, mọi thứ thật là ngon. Ôi, ở đây có những sô-cô-la yêu thích của tớ. Ôi, đây là tớ hiểu một vụ nổ rất tuyệt vời.
Ai đang gõ nhờ? Đấy là dành cho tớ. Xin chào, xin chào. Đây, cái này cho bạn. Đây, đây là hộp hàng của bạn. Ôi, cái hộp này nặng quá. Ồ, cậu có gì vậy hàng xóm? Nào nào, xem nào. Ừ, mọi thứ, tất cả ở đây đều làm cho chiếc giường mới ước mơ của tớ. Ôi, một thanh gỗ thật là nặng. Ôi, cần phải đặt nó xuống dưới đất nhanh thôi. Cậu ấy đã nghĩ gì vậy? Ôi, cậu ấy lao vào chiếc hộp luôn rồi này. Ôi, hàng rào của tớ đây rồi. Ôi, to thế. Gần như xong rồi. Và tất nhiên cả công cụ nữa. Ôi, đau quá. Ôi, cái hộp này phải bỏ đi thôi. Nó làm phiền tớ lắm. Bây giờ cậu ấy sẽ làm gì vậy? Thợ xây dựng Mary đang làm việc rồi. Nào, đặt nó như thế này. Và cái này thì như thế này. Cũng được đấy. Sắp sửa sẽ có một cái giường rất là đẹp đây. Ừ, tớ là một người xây dựng bẩm sinh. Giường ngủ hai tầng, tớ luôn mơ về điều này. Oh wow, bây giờ giường của cậu ấy tốt hơn nhiều so với của tớ. Nhưng mà không sao, tớ sẽ sửa nó ngay lập tức. Tuyệt lắm, bây giờ mình sẽ đợi ship hàng thôi. Tuyệt, anh ấy đã đến rồi này. Xin chào các bạn, cứ giữ lấy đi. Ừ, cảm ơn. Đấy, vào đi. Đã xong rồi. Wow, đẹp thật đấy. Ừ, tất nhiên rồi. Giường đã được lắp xong. Mình đã trang trí xong rồi. Và thêm một ít đèn nữa. Trao một ít hình ảnh dễ thương để làm cho ngôi nhà ấm cúng hơn. Đấy, bây giờ chúng ta hãy xem nó có hoạt động không nhá. Ồ, được rồi, trông tuyệt lắm. Wow, đẹp thật đấy. Ôi, ngậm mồm lại đi bạn. Bây giờ thì giường của ai đẹp hơn? Ôi, đau quá. Hàng xóm của mình đang làm gì vậy? Ôi, đừng có nhìn. Mình nghĩ ra cái gì bây giờ nhỉ? À, mình có ý kiến này. Tớ sẽ lấy đạo cụ từ mọi nơi. Ví dụ như tấm rèn này rất là tốt này. Và chiếc khăn trải bàn này cũng sẽ rất là có ích đây. Mặc dù tớ không có nhiều tiền, nhưng tớ có một giấc mơ. Tớ nghĩ là trông rất là xuất sắc đấy. Nhìn trông không tệ hơn của Jennifer đâu. Trời ạ, cậu đang ném cái gì vậy? Ôi wow, bạn ấy lấy những tấm rèm đẹp đó từ đâu vậy? Ôi, còn từ khăn trải bàn, mình sẽ làm một cái võng thật là tuyệt vời. Tuyệt quá, nó thật là thoải mái. Thật tuyệt là khi mình để thư giãn trong này. Chào hàng xóm, bạn khỏe không? Mình chán quá. À, mình có ý kiến này rồi. Bây giờ mình sẽ đặt một món này. Maria chắc chắn sẽ ghê tị. Ừ, đây, mình đến đây. Xin chào cô, đơn hàng của bạn đã đến rồi. Ôi, hãy đặt nó nhanh chóng nào. Đây đây. Ừ, ok, tất nhiên là sẽ được rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Đây, tiền của bạn đây. Cảm ơn. Tạm biệt, tạm biệt. Tớ đang chờ tất cả mọi người vào đến party của tớ nhá. Chào các bạn. Hãy nhìn xem ngôi nhà đẹp của tớ chỗ này. Wow, nó tuyệt vời đấy Jennifer. Ở đây siêu ấm cúng luôn. Chúng ta có một bữa tiệc riêng, không ai được vào. Nào, đến lúc phải vui vẻ rồi. Ồ, tớ cũng có một ý tưởng tuyệt vời đây này. Bây giờ làm việc thôi. Nào, khăn trải bàn. Bây giờ thì lấy các cái đồ này ra nhá. Và đây, những người bạn trung thành của tớ. Ôi, bạn ấy đang nghĩ gì vậy? Mình sẽ bật nhạc to lên nào. Ôi, trời ạ, làm gì vậy? Ôi, mong là Mary rất là thích. Đấy, chờ đấy, thời gian cho hành động nghiêm túc rồi. Bảo vệ, vâng vâng, tôi muốn phàn nàn về những tiếng động lớn trong phòng của tôi. Ôi, đúng rồi, người ta đã đến. Xin chào, vấn đề của bạn là gì?
Đi theo tớ đi, tớ sẽ cho bạn thấy tất cả mọi thứ. Đây, họ đây này, họ đã phá lệnh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ. Chuyện gì đang xảy ra đây đây? Ê, bạn là ai vậy? Ôi, đã có khiếu nại với bạn. Ôi, không sao, tớ biết tớ có thể giải quyết vấn đề này rồi. Ừ, vậy thì mình đã sẵn sàng xuôi mắt búng tay. Tạm biệt các bạn. Ê, cái gì vậy? Ồ, tớ có một ý tưởng khác. Vậy thì tớ sẽ làm một bữa tiệc riêng của mình. Hãy nhìn xem, tớ có một quả cầu tuyệt vời này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo từ những chiếc đĩa này một cái gì đó rất là thú vị. Tớ chắc chắn Jennifer sẽ cắn khuỷu tay của mình luôn. Tuyệt lắm. Chúng ta sẽ lấy các cái mảnh đĩa này và dán lên trên quả cầu. Ồ, đẹp thật đấy. Một quả cầu disco đã sẵn sàng. Bây giờ thì không khí tiệc tùng luôn ở bên tớ. Tuyệt quá. Còn những chiếc đĩa còn lại sẽ trang trí bức tường nhá. Ôi, phòng tớ xuất sắc luôn. Và bây giờ cũng là lúc phải bật nhạc lên rồi. Và mình sẽ dùng loa để nó to hơn. Ôi, tuyệt quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Oh wow, hãy đi thăm đi Mary. Xin chào, chúng tớ đã đến xem cô đang có gì ở đây. Ôi, cô bạn rất là tuyệt. Có cái gì khác mình nghĩ ra không nhở? Đúng rồi, tớ có một cái hộp đẹp mà, với cả cái bóng đèn. Ôi, nhìn chúng đẹp lắm sao? Còn bây giờ thì mình cần dây. Đấy, bây giờ đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ cần treo nó lên thôi. Bạn ấy đã nghĩ ra cái gì vậy? Ôi, nhìn đẹp quá. Tớ rất thích ngôi nhà của mình. Nào, đưa được rồi, người làm việc đến đây nhanh lên. Vào đi bạn. Tớ cần nó khắp nơi tỏa sáng luôn. Không tệ hơn hàng xóm của mình. Ừ, đúng rồi, chính xác những gì mình cần. Ôi, xin chúc mừng bạn. Đây là cho bạn. Cảm ơn rất nhiều. Ồ, đẹp quá. Ừ, tốt hơn của cậu rất nhiều. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi không, trời ạ, có hỏa hoạn. Ôi, chúng ta có bình chữa cháy mà. Bây giờ chúng ta sẽ dập tắt tất cả. Đừng sợ Jennifer, cậu luôn có thể làm được. Ôi, tớ xong rồi. Trời ạ, ngôi nhà của tớ, nó hỏng hết rồi. Tớ xin lỗi Jennifer, nhưng cậu luôn có thể sống ở nhà tớ. Thôi được rồi, đến chỗ cậu đi. Ở đây cũng rất là tuyệt phải không? Ừ, rất là đẹp. Đây, hãy gặp gỡ những người bạn mới của tớ.